Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Việc xem ngày kết hôn nhằm mục đích chọn được ngày đẹp đại minh đại cát để việc kết hôn hỏi diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngoài ra, việc xem ngày cưới theo tuổi mang đến nhiều may mắn và hứa hẹn một cuộc sống hôn nhân viên mãn, lưu duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời. Người xưa có câu, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Vì vậy, xem ngày tháng kết hôn phụ thuộc chủ yếu vào tuổi cô dâu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày kết hôn tốt nhất trong tháng 2 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ kết hôn trong tháng 2 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất kết hôn trong tháng 2. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác kết hôn được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn được ngày tốt kết hôn, đầu tiên ta cần loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc kết hôn trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày kết hôn phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ kết hôn, sát chủ, thụ tử, tăng nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tử cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp kết hôn, thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất kết hôn trong tháng 2 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 dương lịch năm 2023 đến 21 tháng 3 dương lịch năm 2023. Tháng 2 là tháng Ất Mão, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Dậu, ngày 30 là ngày Mậu Dần. Trong tháng 2 âm lịch có hai tiết khí là Kinh Trập và Xuân Phân. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là ngày Sửu và ngày Tý, bao gồm mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý, mùng 5 Quý Sửu và 17 Ất Sửu, ngày 29 Đinh Sửu. Đây là những ngày xấu không nên dùng việc gì. 2. Ngày thụ tử là những ngày Thìn, mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn, hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Tân Hợi, mùng 7 Ất Mão, 13 Tân Dậu, 18 Bính Dần, 22 Canh Ngọ và cuối cùng 27 Ất Hợi. Đó là 6 ngày tam nương cần tránh và kiêng kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Quý Sửu, 14 Nhâm Tuất và cuối cùng 23 Tân Mùi. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là ngày Tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ và 21 Kỷ Tỵ. 6. Ngày dương công kỵ là ngày 11 Kỷ Mùi. 7. Ngày trực kiến là ngày Mão, bao gồm mùng 7 Ất Mão và 19 Đinh Mão. 8. Ngày trực phá là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 9. Ngày trực bình là những ngày Ngọ, mùng 10 Mậu Ngọ và 22 Canh Ngọ, mùng 4 Nhâm Tý. 10. Ngày trực thâu là những ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 11. Ngày trực bế là những ngày Dần, 18 Bính Dần, mùng 6 Giáp Dần và 30 Mậu Dần.
12. Ngày trực mãn là các ngày Tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ. 13. Ngày Kiếp Sát là những ngày Thân, 12 Canh Thân và 24 Nhâm Thân. 14. Ngày Tai Sát là các ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 15. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Tuất, bao gồm có 2 ngày, mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 16. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tý, bao gồm mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 17. Ngày Nguyệt Hại là các ngày Thìn, mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn. 18. Ngày Nguyệt Yểm là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 19. Ngày Thiên Sứ là các ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 20. Ngày Đại Thời là các ngày Tuất, mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 21. Ngày Tứ Kỵ là ngày 16 Giáp Tý. 22. Ngày Tránh Tứ Phế là ngày 12 Canh Thân, 13 Tân Dậu. 23. Ngày Tứ Cùng là ngày 27 Ất Hợi. 24. Ngày Ngũ Ly bao gồm 6 Giáp Dần, mùng 7 Ất Mão, mùng 9 Đinh Tỵ, 20 Mậu Thìn, 11 Kỷ Mùi, 12 Canh Thân, 13 Tân Dậu, mùng 4 Nhâm Tý và ngày 15 Quý Hợi. 25. Ngày Bát Chuyên, ngày 11 Kỷ Mùi, 12 Canh Thân, mùng 6 Giáp Dần, mùng 5 Quý Sửu. 26. Ngày Ngũ Mộ, tháng 2 năm 2023 âm lịch không có ngày này. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt, thực hiện công việc kết hôn cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27. Ngày Thiên Nguyện là ngày mùng 2 Canh Tuất, là ngày Nguyệt Sát, Đại Thời, nhiều hung tinh không nên dùng. 28. Ngày Dân Nhật là những ngày Ngọ, 22 Canh Ngọ là ngày Tam Nương không dùng được, mùng 10 Mậu Ngọ tuy trùng ngày Trực Bình nhưng cũng có nhiều cát tinh, có thể kết hôn vào ngày này. 29. Ngày Thiên Đức là ngày Thân, 12 Canh Thân, 24 Nhâm Thân, ngày này là ngày Kiếp Sát, Đại Hung, Đại Kỵ khởi sự hôn nhân. 30. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Tỵ, mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ, ngày Tỵ là ngày Vãng Vong, ngày Trực Mãn, rất nhiều hung tinh không thể dùng được. 31. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Giáp, bao gồm mùng 6 Giáp Dần, 26 Giáp Tuất chứa rất nhiều hung tinh, không dùng được. 16 Giáp Tý là ngày sát chủ, tuyệt đối không kết hôn vào ngày này. 32. Ngày Nguyệt Đức hợp là các ngày Kỷ, mùng 1 Kỷ Dậu là ngày Nguyệt Phá, 21 Kỷ Tỵ là ngày Vãng Vong, 11 Kỷ Mùi trùng ngày Dương Công Kỵ, tốt nhất không nên dùng 3 ngày này. 33. Ngày Thiên Xá là ngày 30 Mậu Dần là ngày tốt thứ cát. 34. Ngày Nguyệt Ân là những ngày Đinh, mùng 9 Đinh Tỵ nhiều hung tinh, 29 Đinh Sửu là ngày sát chủ, hai ngày này không dùng được, 19 Đinh Mão là ngày tốt. 35. Ngày Tứ Tướng là những ngày Bính, ngày Đinh, các ngày Đinh đã xét ở ngày Nguyệt Ân. Ngày Bính có các ngày, mùng 8 Bính Thìn là ngày Thụ Tử, 18 Bính Dần là ngày Tam Nương, 28 Bính Tý là ngày sát chủ, tuyệt đối không kết hôn vào 3 ngày này. 36. Ngày Thời Đức là các ngày Ngọ, 22 Canh Ngọ là ngày Tam Nương rất xấu, mùng 10 Mậu Ngọ là ngày tốt. 37. Ngày Tam Hợp là các ngày Hợi, ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Tân Hợi, 27 Ất Hợi là ngày Tam Nương không chọn, 15 Quý Hợi là ngày tốt để kết hôn, 11 Kỷ Mùi là ngày Dương Công Kỵ, 23 là ngày Nguyệt Kỵ, đều là những ngày xấu không nên dùng. 38. Ngày Lục Hợp là các ngày Tuất, là ngày Nguyệt Sát, ngày Đại Thời nhiều hung tinh không nên kết hôn vào ngày này. 39. Ngày Ngũ Hợp là các ngày Giáp, trùng ngày Nguyệt Đức đã xét ở trên. 40. Ngày Thiên Hỷ là ngày Hợi đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 40 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn ra những ngày tốt kết hôn trong tháng 2 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch cho việc kết hôn. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt kết hôn trong tháng 2 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày 30 Mậu Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày mùng 10 Mậu Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày 15 Quý Hợi kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Ngày 19 Đinh Mão kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Nhâm. Đó là 4 ngày cát lành kết hôn trong tháng 2 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.